Chào các bạn, mình là Chiến. Ở các video lần trước mình đã chỉ cho các bạn các mẹo giải xa hình để chống trượt. Thì video ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách phân tích và giải các câu hỏi xa hình theo hệ chính quy, giúp cho các bạn hiểu được và nắm rõ tại sao cái đáp án đó nó là đáp án đúng, giúp cho các bạn có thể tự giải được các câu hỏi xa hình về xét hướng đi của các xe nào được đi trước, xe nào được đi sau. Thì thường thì ở trên trường các giáo viên hay hướng dẫn cho các bạn xét theo các bước nào là xe vào giao lộ, xe ưu tiên, đường ưu tiên, hướng rẽ ưu tiên, vân vân, làm cho các bạn rất rối và rất khó nhớ. Còn đối với Chiến thì các bạn không cần phải rườm rà như vậy. Tôi sẽ cô động từ ngữ xúc tích lại cho các bạn dễ thuộc và dễ hiểu nhất. Thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi câu sau đây. Đó là gì ạ? Đó là câu nhất lỡ nhì ưu tam đường tứ hướng thuộc, là các bạn có thể giải được tất cả các câu hỏi về xe nào đi trước, xe nào đi sau. Để cho các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn hãy tưởng tượng các bạn cứ xòe cái bàn tay mình ra, thì mỗi ngón tay sẽ tương ứng với một loại xe ở trên giao lộ. Đầu tiên ngón cái sẽ là nhất lỡ, nhất là một, lỡ là các xe đã lỡ đi lọt vào ngã ba ngã tư thì nó sẽ được quyền đi đầu tiên nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn nắm rõ hơn nhé. Như trong cái trường hợp này, chúng ta có 3 xe: xe cứu thương, xe lam và xe con. Xe nào được quyền đi trước ạ? Các bạn quan sát ở đây, anh xe lam đã lỡ đi lọt vào giữa ngã ba ngã tư rồi, nên xe lam sẽ được quyền đi trước trong tất cả các trường hợp. Xe lam đi rồi thì đến xe cứu thương, cuối cùng là xe con. Các bạn nắm rõ chưa ạ? Nhất lỡ là các xe đã lỡ đi lọt vào ngã ba ngã tư thì sẽ được đi trước. Rồi chúng ta đến với ngón trỏ. Ngón trỏ là gì ạ? Ngón trỏ sẽ là nhì ưu. Nhì là số 2, ưu là các loại xe ưu tiên, thì các loại xe ưu tiên sẽ được đi thứ hai sau xe đi lỡ nha các bạn. Đây tôi sẽ lấy ví dụ này. Trong cái trường hợp này chúng ta sẽ có hai loại xe ưu tiên, đó là xe chữa cháy và xe cứu thương. Thì cái thứ tự ưu tiên xe nào được quyền đi trước ạ? Các bạn nhớ cho tôi câu khẩu quyết, đó là hỏa quân công thương, nghĩa là xe cứu hỏa sẽ được quyền đi trước xe quân sự, kế đến sẽ là xe công an và xe cứu thương. Vậy ở câu hỏi này xe nào được quyền đi trước ạ? Đương nhiên sẽ là xe cứu hỏa, xe quân sự và cuối cùng là xe con. Ok chưa các bạn? Rồi chúng ta sẽ chuyển qua ngón giữa. Ngón giữa sẽ là gì ạ? Tam đường, nghĩa là xe được đi thứ ba là các xe nằm trên đường ưu tiên, sau xe lỡ và xe ưu tiên theo luật định nha các bạn. Và các bạn cần phải hiểu cho tôi một điều, đó là cái đường ưu tiên là gì ạ? Cái đường ưu tiên là con đường mà trên đó người ta cắm hai cái biển ở đây. Thứ nhất đó là cái biển hình chữ rô, và thứ hai đó là biển tam giác hình mũi tên. Nếu như cắm hai biển này thì nó báo hiệu đây là tuyến đường ưu tiên, xe của bạn sẽ được quyền đi trước nha các bạn. Ok chưa ạ? Còn ngược lại với đường ưu tiên thì sẽ là đường nhánh, đường phụ, thì người ta sẽ trồng cái biển tam giác lộn ngược ở đây, sẽ báo hiệu đây là tuyến đường nhánh, các bạn sẽ phải nhường đường khi gặp cái biển này ở trước mặt nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn hiểu và nắm rõ hơn nhé. Ở đây quan sát hình vẽ thì các bạn thấy xe tải và xe mô tô trước mặt là biển hình thoi, chứng tỏ đây là con đường ưu tiên. Còn xe con và xe lam trước mặt là biển tam giác lộn ngược thì báo hiệu đây là tuyến đường nhánh nha các bạn. Xe tải đi thẳng, xe mô tô rẽ trái, xe nào được quyền đi trước ạ? Đương nhiên theo quy tắc phải thẳng trái thì xe tải sẽ được quyền đi trước, xe mô tô rẽ trái sẽ phải nhường đường cho xe tải và đi trước xe lam và xe con, bởi vì mô tô trên đường ưu tiên nha các bạn. Rồi cuối cùng tuyến đường không ưu tiên, xe lam và xe con, xe nào đi trước ạ? Đương nhiên xe đi thẳng sẽ được quyền đi trước xe rẽ trái nha các bạn. Các bạn nắm rõ chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến ngón áp út, đó là tứ hướng. Tứ hướng nghĩa là sao ạ? Nghĩa là trên đoạn đường cùng cấp, bên phải xe nào trống xe đấy sẽ được quyền đi trước, trống hết con đường nha các bạn, chứ không phải trống một làn nhé. Rồi ở đây các bạn quan sát này,
Bên phải xe tải, mắt xe lam. Xe tải có được đi không ạ? Xe tải sẽ không được đi nha các bạn. Bên phải xe lam là xe mô tô, nên xe lam sẽ không được đi trước. Bên phải xe mô tô có xe nào không ạ? Không có, bên phải trống. Vậy xe mô tô sẽ được quyền đi trước. Xe mô tô đi rồi, bên phải xe lam sẽ trống, xe lam sẽ được quyền đi thứ hai. Cuối cùng là xe tải. Và chúng ta sẽ còn một cách xét cuối cùng nữa, đó là hướng rẽ ưu tiên. Thì các bạn nhớ đó là phải thẳng trái. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là xe rẽ phải sẽ được quyền đi đầu tiên, kế đến là xe đi thẳng, cuối cùng là xe rẽ trái nha các bạn. Như trong cái trường hợp này nha các bạn, đây là tuyến đường cùng cấp. Xe tải rẽ phải, xe tải sẽ được quyền đi đầu tiên, kế đến sẽ là xe khách sẽ được đi thứ hai, cuối cùng là xe con rẽ trái sẽ phải nhường đường đi cuối cùng nha các bạn. Các bạn nhớ cho tôi nhé, đường cùng cấp không đường trống thì xe rẽ phải sẽ được quyền đi trước, kế đến là xe đi thẳng, cuối cùng là xe rẽ trái. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng đi trả lời các câu hỏi nhé. Tôi lấy ví dụ như câu hỏi 489. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? À, để có thể biết được xe nào đi trước, xe nào đi sau thì các bạn cứ vận dụng câu khẩu quyết tôi chỉ cho các bạn, đó là nhất lỡ nhì ưu tam đường tứ hướng. Các bạn cứ lần lượt xét từ từ thôi. Ở đây có xe nào đi lỡ không ạ? À, có xe con A màu đỏ nhất lỡ thì đương nhiên xe con A sẽ được quyền đi trước. Nhì ưu, ở đây có xe nào là xe ưu tiên ạ? Có xe cứu thương, vậy là xe cứu thương sẽ được quyền đi thứ hai. Cuối cùng là xe con B. Vậy ở đây chúng ta chọn đáp án xe con A, xe cứu thương, xe con B. Đáp án số 1 nha các bạn. Các bạn vận dụng, các bạn trả lời sẽ rất nhanh và đơn giản thôi. Chuyển qua câu 497. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? À, nếu như áp dụng mẹ giải nhanh của Chiến đưa ra thì các bạn chỉ cần thấy xe công an đi thẳng thì các bạn có thể gõ ngay đáp án số 1 thôi. Còn bạn nào muốn hiểu đáp án số 1 vì sao nó lại đúng thì chúng ta sẽ phải phân tích thôi. Các bạn lần lượt xét các bước, đó là nhất lỡ nhì ưu tam đường tứ hướng. Do không có xe đi lỡ, vậy nên xe ưu tiên, đó là xe công an, sẽ được quyền đi đầu tiên nha các bạn. Xe công an đi rồi thì chúng ta xét đến tam đường. Ở đây có đường nào là đường ưu tiên ạ? Trước mặt xe tải và xe khách là biển tam giác lộn ngược, chứng tỏ đây là đường nhánh. Còn trước mặt xe con là biển tam giác có mũi tên, đây báo hiệu đó là đường ưu tiên. Vậy nên xe con sẽ được đi thứ hai. Còn lại xe tải và xe khách cùng nằm trên đường không ưu tiên, chúng ta sẽ phải xét đến tứ hướng. Bên phải của cả hai xe đều là đường trống, vậy nên chúng ta xét theo quy tắc hướng rẽ ưu tiên, đó là phải thẳng trái. Xe rẽ phải được quyền đi trước, kế đến là xe đi thẳng, cuối cùng là xe rẽ trái. Xe khách sẽ phải nhường đường cho xe tải đi trước ở trường hợp này. Vậy là chúng ta đã chọn ra đáp án, đó là xe công an, xe con, xe tải và xe khách. Các bạn học theo kiểu chính quy, học để hiểu phân tích thì các bạn học sẽ rất lâu, đòi hỏi chúng ta phải nhớ hết các quy tắc. Còn nếu như bạn nào ôn thi gấp rút thì chúng ta sẽ học theo phương pháp giải nhanh mà tôi đưa ra cho các bạn. Tất cả các mẹo thì tôi đã tổng hợp và biên soạn trên cuốn mẹo giải nhanh full 600 câu hỏi mới nhất năm 2021 này rồi. Bạn nào cần học ôn thi cấp tốc thì cứ liên hệ với tôi theo số điện thoại và địa chỉ tôi sẽ ship cho các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu 492. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? À, nếu như bạn nào nhanh ý thì ở câu hỏi này học theo mẹo thì các bạn chỉ cần thấy câu hỏi là các bạn chọn ngay đáp án số 2 thôi. Còn bây giờ, hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu tại sao cái đáp án số 2 nó lại là đáp án đúng. Thì hỏi về các xe nào đi trước, đi sau thì các bạn cứ áp dụng câu khẩu quyết thôi. Nhất lỡ, nhì ưu, tam đường, tứ hướng. Chúng ta cùng xét nhé. Ở đây không có xe nào đi lỡ, vậy nên xe ưu tiên sẽ được quyền đi đầu tiên. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe nào được quyền đi đầu ạ? À, bắt buộc các bạn phải nhớ thứ tự ưu tiên, đó là hỏa, quân, công, thương. Xe cứu hỏa sẽ được đi đầu, đến xe quân sự, đến xe công an, cuối cùng là xe cứu thương. Vậy nên ở đây chúng ta chọn đáp án là xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con. Có phải là đáp án số 2 không ạ? Chuyển qua câu 516.
Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? A. Để biết được xe nào đi trước, xe nào đi sau, các bạn hãy nhớ tới câu khẩu quyết xét xe thôi. Đó là nhất lỡ, nhì ưu, tam đường, tứ hướng. Do ở đây không có xe đi lỡ, không có xe ưu tiên, thì chúng ta chỉ cần xét tam đường và tứ hướng thôi nha các bạn. Các bạn quan sát trước mặt xe tải và xe con, đó là biển tam giác có mũi tên. Biển tam giác có mũi tên, biển hình thoi, chứng tỏ đây là đường ưu tiên. Đã là đường ưu tiên thì một trong hai xe này sẽ được quyền đi trước. Xe khách và xe con sẽ phải nhường đường nha các bạn. Để biết được mô tô và xe tải, xe nào được quyền đi trước thì chúng ta xét tới tứ hướng, hướng rẽ ưu tiên, đó là phải, thẳng, trái. Vậy nên chúng ta có thể biết ngay đó là xe tải đi thẳng sẽ được quyền đi trước xe mô tô rẽ trái nha các bạn. Còn xe khách và xe con, xe khách đi thẳng, xe con rẽ trái, vậy là xe khách sẽ được đi trước xe con. Tổng hợp lại chúng ta có đáp án nào ạ? Đó là xe tải, xe mô tô, xe khách, xe con, đáp án số 2 nha các bạn. Ok chưa ạ? Chuyển qua câu 579. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? Chúng ta vẫn lần lượt xét thôi. Nhất lỡ, không có xe đi lỡ nha các bạn. Nhì ưu, ở đây không có xe ưu tiên. Tam đường, ở đây cũng không có đường ưu tiên. Vậy là chúng ta xét tứ hướng, bên phải xe đường trống. Có xe nào không ạ? Không có, ở đây là ngã ba, cả ba ngã đều có xe hết. Vậy là chúng ta xét quy tắc hướng rẽ ưu tiên, phải, thẳng, trái. Các bạn quan sát thấy xe con màu xanh đang rẽ phải, xe của bạn đi thẳng, xe mô tô rẽ trái. Vậy là chúng ta chọn được đáp án xe con, xe của bạn và xe mô tô, đáp án số 2 nha các bạn. Chuyển qua câu 527. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Chúng ta nhẩm trong đầu mình. Nhất lỡ, không có xe đi lỡ. Nhì ưu, không có xe ưu tiên. Tam đường, ở đây không có đường ưu tiên. Ở đây có hai biển báo tuyến đường cùng cấp nha các bạn. Vậy là chúng ta xét tứ hướng, bên phải đường trống. Có xe nào bên phải đường trống không ạ? Không có. Vậy là chúng ta xét hướng rẽ ưu tiên, phải, thẳng, trái. Ở đây các bạn quan sát thấy xe tải rẽ phải, vậy là xe tải sẽ được đi đầu tiên. Kế đến là xe khách đi thẳng, cuối cùng xe con rẽ trái sẽ phải nhường đường. Vậy là chúng ta chọn được đáp án số 3, xe tải, xe khách, xe con. Ok chưa các bạn? Chuyển qua câu 582. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? Ở câu hỏi này nếu như áp dụng mẹo giải nhanh thì các bạn chỉ cần thấy xe đạp ở phía đối diện mình, các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 3 làm đáp án đúng. Còn bạn nào muốn hiểu tại sao đáp án số 3 nó đúng thì tôi giải thích cho các bạn ngay đây. Hỏi về các xe đi như thế nào, xe nào đi trước, xe nào đi sau thì các bạn cứ nhẩm trong đầu mình cho tôi thôi. Nhất lỡ, ở đây không có xe nào đi lỡ nha các bạn. Nhì ưu, ở đây cũng không có xe ưu tiên luôn. Tam đường, đường ưu tiên cũng không có đường ưu tiên. Vậy là chúng ta chỉ cần xét tứ hướng. Bên phải xe nào đường trống, xe đấy được quyền đi đầu tiên. Ở đây bên phải xe của bạn đường đang trống, vậy là xe của bạn sẽ được quyền đi đầu. Xe chúng ta đi rồi thì bên phải xe tải sẽ trở thành đường trống, xe tải sẽ được quyền đi thứ hai. Cuối cùng là xe đạp. Có phải là đáp án số 3 xe đạp, xe tải, xe của bạn không ạ? Hay như câu hỏi 580. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông? Ở đây trước mặt mình là xe đạp thì chúng ta sẽ chọn ngay đáp án số 3 thôi. Còn bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn nắm rõ nhé. Ở đây chúng ta thấy có xe đi lỡ không ạ? Không có xe đi lỡ. Nhì ưu, xe ưu tiên cũng không có nha các bạn. Tam đường cũng không có. Vậy là chúng ta vẫn xét tứ hướng thôi. Bên phải xe nào đường trống ạ? Bên phải xe đạp đường trống. Vậy là xe đạp sẽ được quyền đi đầu tiên. Rồi xe đạp đi xong sẽ đến xe mô tô và cuối cùng là xe của bạn. Có phải là đáp án số 3 xe đạp, xe mô tô, xe của bạn? Chuyển qua câu 521. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? Đây là một câu hỏi đặc biệt mà các bạn cần phải lưu ý nhất. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta xét theo lẽ đương nhiên. Đó là nhất lỡ, ở đây không có xe đi lỡ nha các bạn. Nhì ưu,
xe ưu tiên không có xe ưu tiên. Vậy là chúng ta chỉ cần xét tam đường và tứ hướng thôi. Các bạn quan sát, trước mặt xe của bạn là biển báo hiệu tam giác lộn ngược. Tam giác lộn ngược thì chứng tỏ xe của mình là đường nhánh. Chúng ta sẽ phải nhường đường cho xe con và xe mô tô đang đi trên đường ưu tiên. Thì xe con đi thẳng, xe mô tô rẽ trái, xe nào được quyền đi trước ạ? À, nếu như theo lẽ đương nhiên, xe đi thẳng sẽ được quyền đi trước xe con, sẽ đi trước xe mô tô nha các bạn. Nhưng câu hỏi này có một điểm đặc biệt, đó là biển phụ báo hiệu hướng rẽ ưu tiên. Các bạn quan sát cái biển phụ ở đây. Biển này có tác dụng đó là báo hiệu các xe đi theo hướng nét in đậm sẽ được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau. Vậy là các bạn quan sát hướng nét đậm là hướng rẽ trái. Ở đây chứng tỏ xe mô tô sẽ được quyền đi trước xe con nha các bạn. Có biển phụ thì chúng ta sẽ phải tuân theo biển phụ, bởi vì biển phụ nó giải nghĩa cho cái biển chính nha các bạn. Ở đây chúng ta chọn được đáp án xe mô tô, xe con, xe của bạn. Ok chưa ạ? Đáp án số 3 nha các bạn. Câu hỏi số 523. Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông? Ở đây các bạn thấy trước mặt xe của bạn là biển gì ạ? Biển tam giác lộn ngược. Như khẩu quyết tôi vừa hướng dẫn cho các bạn, biển tam giác lộn ngược thì báo hiệu tuyến đường đó là đường nhánh. Mà đã là đường nhánh thì các bạn phải nhường đường, chúng ta chuẩn bị giao nhau với đường ưu tiên. Vậy nên xe đi trước là xe nào ạ? Xe tải. Các bạn chọn đáp án số 2 cho tôi nhé. Câu hỏi số 525. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? À, trước mặt xe của bạn, các bạn nhìn thấy biển gì ạ? Biển tam giác lộn ngược. Tam giác lộn ngược thì biểu thị đường nhánh, đã là đường nhánh và phải nhường đường. Vậy nên xe của bạn sẽ phải nhường đường. Đáp án số 1. Quá đơn giản không các bạn? Câu hỏi số 524. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? À, các bạn quan sát, trước mặt xe tải biển gì ạ? Biển tam giác lộn ngược. Chứng tỏ là sao? Đó là tuyến đường nhánh, xe tải sẽ phải nhường đường. Các bạn chỉ cần nhớ khẩu quyết cho tôi thôi nhé. Tam giác lộn ngược biểu thị đường nhánh thì nhường đường. Còn tam giác có mũi tên hình thoi là đường ưu tiên sẽ được đi trước. Ok chưa ạ? Vậy ở đây đáp án nào ạ? Đáp án số 2, xe tải, các bạn có thể chọn liền cho tôi. Câu hỏi số 526. Xe nào được đi trước trong trường hợp này? À, quan sát, trước mặt xe của mình là biển gì ạ? Biển tam giác có mũi tên. Tam giác có mũi tên hình thoi là đường ưu tiên sẽ được quyền đi trước. Vậy nên xe của bạn sẽ được quyền đi trước. Đáp án số 2 nhé. Câu hỏi 519. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? À, các bạn quan sát, trước mặt xe mô tô là biển gì ạ? Biển hình thoi. Các bạn nhớ khẩu quyết này. Trước mặt tam giác mũi tên hình thoi biểu thị đường ưu tiên là được đi trước. Vậy nên các bạn chọn xe mô tô là được đi trước. Còn xe con, trước mặt nó là biển tam giác lộn ngược, đường nhánh thì nó sẽ phải nhường đường thôi. Câu hỏi số 518. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? À, các bạn quan sát này, trước mặt xe con màu đỏ và xe tải là biển tam giác lộn ngược, chứng tỏ nó sẽ phải nhường đường. Trước mặt xe con là biển gì ạ? Biển tam giác có mũi tên. Tam giác có mũi tên hình thoi, đường ưu tiên được đi trước. Các bạn chọn cho tôi xe con B nha các bạn. Ok chưa ạ? Câu hỏi số 517. Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau? À, các bạn quan sát ở đây. Hỏi về nhường đường thì chúng ta quan sát trước mặt xe tải và xe khách là biển tam giác lộn ngược, chứng tỏ nó ở tuyến đường nhánh. Ở tuyến đường nhánh thì nó sẽ phải nhường đường. Trong trường hợp này thì xe khách và xe tải, xe nào được quyền đi trước ạ? Các bạn hãy xét cho tôi cái mẹo tiếp theo, đó là cái hướng rẽ ưu tiên. Hướng rẽ ưu tiên là gì? Đó là rẽ phải sẽ được quyền đi trước, kế đến là đi thẳng, cuối cùng rẽ trái sẽ phải nhường đường. Vậy nên ở đây trường hợp xe tải nó đang rẽ phải, nó sẽ được quyền đi trước xe khách rẽ trái nha các bạn. Các bạn chọn cho tôi xe khách sẽ phải nhường đường đi cuối cùng trong trường hợp này. Câu hỏi số 520. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? À, ở đây các bạn thấy trước mặt xe của bạn là biển tam giác có mũi tên.
thì đương nhiên xe của bạn sẽ được quyền đi trước rồi. Xe của mình đi trước rồi đến xe nào nữa ạ? À, giữa xe con và xe tải thì xe con rẽ phải, xe tải rẽ trái, nên xe con sẽ được kể đi thứ hai và xe tải sẽ được đi thứ ba. Đó là xét theo lẽ đương nhiên. Nhưng ở đây trường hợp này, xe của mình đang đi trong làn trong cùng, xe con nó rẽ phải ở làn ngoài, nó có liên quan tới mình không ạ? Nó không liên quan tới mình. Vậy nên ở đây đáp án của nó phải là xe của bạn và xe con, xe tải. Các bạn chọn cho tôi đáp án số 3 nhé. Câu hỏi số 522. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? À, ở đây các bạn thấy trước mặt xe của bạn là biển gì ạ? Biển hình thoi. Biển hình thoi này thì nó chứng tỏ là chúng ta đang đi trên đường ưu tiên, chúng ta được quyền đi trước. Và đặc biệt dưới cái biển hình thoi này sẽ có biển hướng rẽ ưu tiên. Đi theo nét đập hướng rẽ trái là được quyền đi trước. Vậy nên ở đây xe của bạn sẽ được quyền đi trước đến xe con màu đỏ, và cuối cùng xe tải sẽ đi cuối cùng nhé các bạn. Các bạn chọn cho tôi đáp án số 4.